Bác khỏe đó Pu. Ồ, các bạn ơi, chú nói chuyện được rồi, chú nói là chú rất là khỏe luôn rồi. Các bạn thân mến, hôm nay Xanh sẽ cùng tất cả các bạn chúng ta cùng đến thăm một gia đình của chú Khánh, tên trong giấy tờ người Khmer đó là Lâm Sà Rinh. Mà hoàn cảnh của chú là chú đi lạc được 20 năm rồi các bạn, mà tự sinh tồn một mình ở ngoài Bình Thuận. Chú đi lạc do thần kinh của chú yếu, cho nên hôm nay Xanh sẽ tới đây tìm hiểu hoàn cảnh, với lại nhờ thông qua kênh của anh Cú Đấm Thép nên mọi người biết tới chú, với lại gia đình đã đưa chú về rồi. Bây giờ Xanh sẽ dẫn tất cả các bạn vào thăm gia đình của chú, với lại sẽ cùng tìm hiểu xem hiện tại chú thế nào, đã ổn định chưa. Giờ Xanh xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng bước vào nhà chú nhé. Cho con hỏi là chú tên gì cô, con quên. Tên Lâm Sà Rinh. Lâm Sà Rinh là tên nó trong giấy hả? Trong giấy hay anh tên Khánh. Dạ tên Khánh. Lâm Khánh. Vậy chú Khánh đi xa được mấy năm rồi gì? Nó kiểu nó đi lạc đó phải không? Dạ. Hồi đó thì ở đây thì nó đi Campuchia là năm 90 mấy. Dạ. Nó về từ Campuchia được vài năm thì nó bị bệnh này. Dạ. Nó đi gánh nước mướn đồ này kia, nó bị té lầu thang. Dạ. Rồi nó về nó cũng kiểu tâm thần gì đó. Dạ. Rồi mới má đi thầy không à? Dạ. Má dẫn đi đầu này đầu kia, đi tới Cần Thơ, Bủ cái gì vậy? Cái gì Cửu Long, đi Cửu Long luôn. Cửu Long rồi đi Ngã Năm rồi cái gì đó. Ấy đó, thầy ấy đi coi thầy ha gì vậy là bà dẫn chú đi coi, đi giống như đi coi kiếm coi tung tích sao. Đi coi coi thầy nói bệnh này bệnh kia đó mà coi hoài không hết. Dạ. Rồi tới cuối cùng hồi ba mất hồi năm 2000 đó. Dạ. Thành ra 2001 chị hai nè mới dẫn đi, chị hai với anh ghẻ đó mới dẫn đi bệnh viện Biên Hòa. Dạ. Bệnh viện tâm thần đó. Tâm thần Biên Hòa. Dạ. Rồi cái thằng em thứ tư nó làm mướn đó. Dạ. Rồi chị hai mới nói chừng nào lâu lâu có đi lên thăm em thì mua đồ cho em ăn. Dạ. Nó lên chợ nó xin bác sĩ về Sài Gòn. Dạ. À, đi qua te mau về một ngày. Dạ. Về một ngày nó đi mất tới giờ luôn. Vậy là nguyên nhân đó là chú đi lạc luôn. Đi lạc luôn rồi. Bắt đầu lúc đó thì má cũng kêu anh ghẻ nè, chồng của chị hai nè. Dạ. Đi kiếm cũng hết mấy ngày, Sài Gòn, Biên Hòa, Thủ Đức cái gì tùm lum hết, Cần Thơ, Vĩnh Long nữa. Thấy cái từ từ lâu lâu có nghe ai nói đâu có đi nữa. Dạ. Đi hoài, đi vài năm rồi cái dạ. Đi kiếm hoài kiếm không thấy, cái lâu vài năm sau cái từ từ cái má cũng buồn rồi ở có mình ơn đó. Dạ. Ở có mình ơn tại vì nó về nó bệnh này tưởng đâu đi coi nó cho hết để đặng mai mốt còn nuôi má. Dạ. Rồi thành ra nó bị vậy luôn tới giờ, rồi sau này tới vài năm, mười mấy năm, 20 năm thì nó chết luôn, nói mất tích luôn. Rồi lúc đó là chắc bà đau buồn lắm hả? Buồn lắm á. Dạ, buồn lắm. Buồn lắm á, nhớ con á. Nhớ, đúng rồi, nhớ. Tại vì con coi trong cái video của anh Cú Đấm Thép chia sẻ, con thấy rất là xúc động luôn. Tại vì giống như là cái cuộc chia ly nó gì đó, giống như vậy đó. Cũng như lên cái Bình Thuận nó cũng có ba làng ta giúp đỡ cho ăn, rồi đi xin á, xin rồi xin về cái vô nhà quan đó ở. Rồi chú Quy đó đem này đem kia cho ăn, mua nồi mua gạo vô đầy hết trơn gì đó, rồi mùng không à, rồi áo quần đâu có bận đâu, nó bận bằng cái mùng không. Mà con thấy chú đi đàn chú một mình giống như là chú bị quên vậy đó. Quên. Nhưng mà có cái là chú không có phá người ta, không phá đó, người ta vậy đó, nhờ hiền vậy đó, người ta người nào cũng cho ăn hết trơn. Cái bữa nó gì nó không gì nó đó, kêu gì không gì cái mấy cô thím đó gần nó thôi gì đi, người thân lợi rồi một hai không gì lâu lắm mới gì, tối 9 giờ mấy mới gì không thôi không biết đâu, tại vì 4 viên nó không ngủ. Hồi đi Campuchia gì là lo ở vài năm cái bắt đầu đi coi thầy, đi bệnh viện này tùm lum. Vậy là bà cụ với cô cũng đưa đi trị khắp chỗ hết luôn. Giống như trị cái thần kinh của chú. Đó, dạ. Rồi cuối cùng mới đi cái Biên Hòa đó. Dạ Biên Hòa. À, Biên Hòa đó là đi mất luôn á. Dạ. Là vô Sài Gòn là đi mất. Mà hình như là bây giờ Sóc Trăng mình cũng có bệnh viện rồi đó. Có. Có bệnh viện chuyên thần kinh rồi đó. Dạ, cứ đưa về gần nhà đi chắc ăn. Để tuần sau hay gì á, để đi làm vậy. Rồi cảm xúc của bà khi mà gặp lại chú Sà Rinh á, bà thấy thế nào? Lúc mà mới gặp giống như mới thấy con mình đó, rồi bà thấy cảm xúc sao? Dạ. Mừng quá, ăn cơm không được, dạ. Vậy giờ chắc sống thọ thêm vài năm nữa, gán sống được 100 tuổi luôn á. Dạ. Còn mấy cô thì chắc cũng vui lắm ha, gặp dạ, em vui lắm, máu mũ mình không có gì hết. Rồi lâu sau đã còn khóc nữa kìa, lợi á. Dạ. Con thấy gì cũng mừng quá trời luôn. Chứ hiếm có cái cuộc chia ly nào mà gặp được gì lắm. Người ta nói đi tới 20 năm mà quay lại đó, ta khóc luôn. Dạ, tại vì mình không nghĩ, tại vì 20 năm thứ nhất là lạc nè, thứ hai là có thể là ở một mình như vậy thì sẽ là bệnh nè, bệnh đau nè, rồi đi một mình á, ví dụ bị tai nạn hay sao. Nhưng mà cái này giống như phước, nhà mình cũng làm phước á. Bệnh lại chuyện ấp nha, mau ôi mũi phá ta. Anh nhà lực em chẳng ngó phơi, anh trâu du nó mà phải làm anh chứ, anh nào tan chứ sách. Dạ, nói hỏi chú trưởng ấp nói là đi 20 năm không bệnh mà chú ở nhà chú bệnh thôi mà. Có như là có trời phù hộ như vậy. Dạ. Giờ vui quá trời lắm. Bây giờ chú Sà Rinh ăn uống đầy đủ hả bà? Ăn đầy đủ. Sáng là ăn. Ăn được không chú, ăn được không? Được á. Hơn một chén. Dạ, rồi có ho hay là có gì không? Không có gì hết trơn, hút thuốc này gói, 2 gói cũng hết nữa. Dạ. Giấu thuốc là giấu. Nhưng mà lúc mà chú Sà Rinh chưa có đi lạc đó, thì chú ở nhà chú có quậy gì không? Không. Dạ. Không có quậy đâu, nó có đi gì không à? Nó đi rồi người ta cũng đi ăn, đi chợ đó. Sáng đi mất vậy đó, chiều gì à? Rồi đi coi thầy thì thầy nói sao? Thầy thì nói lại bị người ta làm ta. Bị người ta là yếm bùa hả? Nói bùa không? Dạ, đi mà đi gỡ không được. Nghĩa hồi đi lại nhà thờ ní nó ta cho uống thuốc bùa đó. Dạ. 2-3 người làm không lại bị không có đè xuống ở đây. Dạ. Bay chân đó. Dạ. Cái đó chai xăm phép. Wow. Vậy là đi nhà thờ cái cho uống thuốc. Ở nhà thờ đó. Có đầu đè cho uống là uống được. Gần nhà thờ đó chứ không phải nhà thờ. Dạ. Cho uống bùa không? Cho uống bùa hả? Mà chú đâu chịu uống rồi. Đâu có uống mà vợ giật chân lên cái đạp và lại bàn ta nữa. Chú ha. Thôi bây giờ mình đừng có mê tín nữa. Mình cứ đi bệnh viện Sóc Trăng mình nè. Cái mình cho bác sĩ khám rồi xin thức uống rồi mình về mình cho chú sống với bà đây là hạnh phúc rồi. Giờ cũng chú cũng lớn rồi. Bà cũng cao tuổi nữa. Hello, để từng sao nó qua tâu quân y. Dạ, giờ gia đình mình sum họp ha. Dạ. Bây giờ nếu mà giả sử là có một cái số tiền lớn cho bà cụ hay là cho các cô các dì nè, dạ. Thì với đổi với chú chắc không bây giờ lắm. Không có gì bằng tình cảm máu mủ mình hết. Dạ. Khi mà con coi cái video của anh Cú Đấm Thép đó là con thấy là rất là xúc động, giống như là mình là người ngoài thôi mà mình coi đó mình rất là chứ cho mừng á, nhưng mà thấy tội nghiệp chú nữa, lúc mà chú quấn mấy cái quấn mùng mình rồi đó. Trời ơi tội lắm. Bận đâu mà quấn mùng không. Tội rồi đi xin biết mấy cái số đâu. Bây giờ giá như là phải con nghĩ nếu mà giả sử chú được uống thuốc rồi ổn định mà chú nhớ lại chắc cái đó coi một cái kỳ tích luôn á. Có thể đó. Nữa đi kiếm thuốc cái uống một. Thuốc đó phải uống một. Dạ. Uống là anh là chú ổn định lại à. Lúc này hơi đỡ hồi lợi mới lại ốm lắm, mặt dài thòn. Mà chú có bị quản không, giống như bị quản sợ gì không? Không. Lúc mà bắt lên xe đó rồi sao là cho uống thuốc hay sao? Lúc đó nó sợ. Lúc nó không uống gì đâu. Không uống gì. Nhưng mà lúc mà đẩy lên xe đó là sao? Là sao đẩy lên được? Bỗng nó 2-3 người ôm lên rồi lên ông dãy dụa không? Dãy á. Dạ. Rồi lát không hay ai gì lắm mới lên. Thuốc ngủ nữa. Cho uống thuốc ngủ. Uống thuốc ngủ nữa. Uống ban đầu uống 2 viên. Dạ. Rồi sau cái mua nữa người ta không bán, cái mới ai đó điện đi công an nó thôi bán đi. Rồi mấy ông này đi cũng như đêm á, rồi đói bụng rồi 8-9 giờ tối rồi. Dạ. Giờ thôi giờ cho nó uống 2 viên đi đặng nó ngủ đi mình đi ăn. Mình đi ăn chịu hết nổi rồi. Khuya quá rồi 8-9 giờ gì đó không biết nữa. Dạ. Rồi cái đi ăn là cái gặp chú Đấm Thép gì lợi nữa đó. Dạ. Thì nói ủa rồi sao điện không thấy người nhà hết trơn. Lúc đó hết pin hết vậy á, hai ba người hết pin. Tại vì cũng xa mà, từ đây đi Bình Thuận chứ cỡ mười mấy tiếng á. Ừ, xa lắm, 300 mấy cây. Nhưng mà sau lúc đó là liên hệ với ai mà biết địa chỉ anh Cú Đấm Thép cho địa chỉ hả bà? Cho là gì? Thằng cháu đó, thằng cháu ở Kinh Gãy lên cái gì đó, lên mạng đó mới biết cái chú đó đó. Rồi xin địa chỉ, xin địa chỉ rồi em ghẻ ở Sài Gòn, điện người con ở Sài Gòn nữa, xin địa chỉ tùm lum hết trơn á, thành ra mới hẹn nhau xuống chú có hỗn lại đây ngủ hết 3 đêm. Chú Cú Đấm Thép hả? Dạ, quá tình cảm luôn. Tình cảm rồi nói hứa tốt tâm có lợi nữa. Rồi chở đi Công Tử Bạc Liêu chơi, rồi chở đi chùa Chán Kiểu chơi. Thấy mấy đứa nít bán vé số tội nghiệp cho tiền cho gì nữa, chủ đó ngủ nhà bác hết 3 đêm. Vậy là cho anh đó, ảnh có thiện cảm với người Khmer mình, tại thấy người Khmer mình cũng hiền á. Tội nghiệp nói chú hiền, chú không có phá ai, ra ba làm đó ai cũng thương hết trơn á. Sáng ngày đi vậy xin. Là cũng có nhiều người biết tới chú hả? Giống như là mấy người xung quanh biết không? Biết hết trơn ở Đẳng á. Ở Đẳng cũng hơn em, mà cái nhà đó giống như là con nhưng mà không biết chú ở đâu. Dạ không biết chú đâu, nhưng mà giống như cái nhà nó đáng lẽ là cái nhà hoang á, mà sao người ta để hoài, người ta không, đáng lẽ người ta sẽ quy hoạch hay là ta sẽ xây nhà mới hay cái này không, cứ để hoài cho chú ở. Chú là cái phước. Thằng này nó mất 20 năm nhưng mà nó ở cố định ở đó chắc mười mấy năm, tại nó đi dài chứ nó ở đâu mình không biết. Đi bộ dài. Vậy nè, đúng cái dép mà bây giờ có vô mua dép mới cho chú chưa? Ôi cho 2 đợt luôn. Dở chú ơi, chú Huy đó dở 2 cái dép lên các bạn ơi, 2 cái dép đụng lộn. Dây cực thơ banh cái đó bà làm phước dữ lắm mới được vậy á. Mà đi Trà Vinh men mà thời gian nó dương bạc trách đấy. Đau lòng. Nhưng mà cầu quạt mà tiền bạc lui ó. Thì hữu bán cho dục nhờ luôn, thì xa lui nó lui đi. Tiền hết đó đó, tộc hệ tộc hành đó mà bắt hết mà thấy nữa đó. Đụng lên cắt cho luôn, vậy là bà cụ là làm phước lắm đó các bạn. Hay là lỗ ban cuốn gì vô mà ôi tiếc. Bây giờ chú lạc rồi được con này đem trả về nhà, bây giờ nhiều người biết tới nữa. Nhưng đặc biệt ấy tới nhà con cháu bình bình thì ôi tình chúa gia đình xóm lắm á, luôn trật tế thế. Bà thì con cho người ít thì bà đi làm phước. Cháu rồi cho cháu ngoại bên kia nó cho nhiều, còn ở nghèo không nó làm mướn. Ở đây ta cho ăn. Vì chú ở nhà chú tên chú là chú Sà Rinh hả? Chú Sà Rinh. Giấy tờ Sà Rinh, ngoài kêu là Khánh. Khánh. Giờ chú đang ngủ hả? Ngủ. Xíu đi. Khỏe đó Pu. Các bạn ơi, chú nói chuyện được rồi, chú nói là chú rất là khỏe luôn rồi. Bây giờ mà con nói tiếng Khmer với chú. Chú nói tiếng Việt hay chắc không được đâu không? Ít lắm. Lâu đây. Thấy Pu lậu vô té hơi khi sợ bại đó Pu. Chúc bọn Pu sợ bại. Các bạn ơi, chú nói là chú rất là vui luôn á, gặp được gia đình rồi. Chú rất là bình thường luôn á, bây giờ chú chỉ uống thuốc là ổn định lại là chú khỏe rồi. Y sợ bại với y dung lắm, vì vui quá gì khóc luôn. Thôi đừng có khóc nữa, bây giờ vui rồi. Giờ mai mốt là cứ cho lên Sóc Trăng lấy thuốc. Cái là con nghĩ là chú sẽ ổn định lại. Vài bữa dẫn nó đi khám rồi xin thuốc. Hổng gài lu bu, người này người kia ta lợi đó, rồi không được. Mà nhờ nó ăn uống nè, kệ cũng đỡ. Nè hụt nó, nè một cây nằm chen nó hình chú hồi ở đây tóc quăng lọn nó. Hồi chú mới đi á là đâu có bị hư mắt đâu. Không bị đâu, cái này túm nó mà đặng mạnh chứ nắm. Mấy cái cỡ bên kia bị chứ nắm đấy. Các bạn ơi, hiện tại cảm xúc của bà rất là vui. Bà nói là bây giờ không có cái gì mà hạnh phúc bằng, không có cái gì bằng mà tình cảm gia đình hết á. Cho nên bà rất là vui. Và chắc là niềm vui nhiều lắm hả bà? Dạ nhiều lắm. Vui á, vui chứ ngủ không được. Bây giờ chỉ cần chú Khánh ở nhà với bà thôi phải không? Bà không cần gì hết. Bữa hổm nó nằm ở đây chưởng nó đi đâu mất ra, đi kiếm bị mắc mờ không ra cho mau ra đi thì đi chót. Thầy. Mà tên phải cần người ấy nó người đậu. Vậy là hiện tại thì bà mấy người giống như hồi nãy con Nghe nói là nhà mình có người mất một người nữa đúng không? Một người, với lại lúc đó là tưởng là chú Khánh mất luôn. Dạ. Sau này tưởng nó mất luôn. Dạ. Kia mất trước. Vậy là bây giờ hiện tại là ở gần bà là có gì đây với gì đây? Hai người với con thằng đi làm mướn ở Sài Gòn, dạ. Thằng trai cũng như ba người trai, dạ. 4 người gái, đó là dạ. 7 đó. Bây giờ chết người, dạ. Còn bây giờ được người nữa là lại 2 rồi. Xung họp luôn rồi. Câu chuyện này phải nói là đúng giống như là chuyện cổ tích gì đó, không nghĩ, không có nghĩ là không nghĩ là có sẽ xảy ra luôn. Người trong người không có ai nói sống hết trơn. Dạ. Tại vì nếu mà giả sử như là chú là người bình thường á, thì không nói về vậy, chú lên đó chú có vợ có con, chú lập gia đình, chú sống tốt. Còn cái này chú đang bị thần kinh nữa, cho nên sợ là chú bị này bị kia. Vậy mà chú sinh tồn tới giây phút ngày hôm nay. Dạ. Rồi đi ngoài đường ngoài lộ, mưa gió đói khát gì đó, bệnh hoạn, chứ giả sử như người mình mà lỡ nhức đầu sổ mũi hay cảm là có ai đó là mình chết trong nhà đó mình mà sống được 20 năm. Cũng nhờ Phật trời rồi cũng che chở. Bây giờ nói chung ra ai cũng bệnh hết trơn. Dạ. Một té hộp mai ngay nhé Pu. Giờ chú nói về nhà ăn cơm ngon lắm các bạn. Về nhà ăn cơm ngon hơn. Đi nhanh thế. Đi ban thế. Đi nặng luôn, ngủ đây luôn, chú ngủ đây luôn. Vậy giờ là chú hơi vậy là ở nhà giờ ai giữ chú để sợ chú đi không? Có em ở kế bên. Dạ. Dì Út dì coi. Dạ. Dạ. Thì giờ là tranh thủ của mình tranh thủ làm giấy cho xong nữa ha. Giấy cho xong cái bắt đầu xin thuốc á. Cái mình coi khi nào mà chú mà ổn định là chú uống thuốc lại là chú hết rồi, chú khỏe rồi. Nhưng mà mình cẩn thận hơn chút thôi lúc trước xíu. Nhưng mình không có chủ quan nữa. Mình không có bỏ. Nhưng mà con nghĩ là chú dễ mà chắc cho đầy đủ thuốc hút rồi cơm nước rồi đầy đủ chắc chú no bụng là cũng thấy ổn rồi. Không có gì chú không có. Chứ nếu mà chú hung dữ, chú phá là chú đánh đập người ta rồi là người ta đâu có lại gần đâu, người ta bắt nhốt rồi đó, ta sợ đó. Chú quá hiền luôn. Vậy mừng quá trời. Vậy là chú cũng nhỏ lớn rồi cũng chưa lập gia đình phải không? Chưa đâu. Là bị gì từ nhỏ tới lớn không? Đi làm mướn, đi Campuchia rồi đó, rồi về vài năm là vậy. Dạ. Dạ. Vậy là chú tới nhà được mấy ngày rồi gì? 2 tuần rồi đó. 2 tuần rồi. Yeah. Lại bữa thứ 6. Hả? Yeah. Là khe, 2 tuần nó là khe tàu 20 ngày thế. Dạ, 2 tuần là nửa tháng. Nửa tháng, dạ. Vậy là lúc có lên kế hoạch là đi rước là mướn cái xe đi. Bao xe hết, 6 triệu mấy đó. 6 triệu mấy đi. Ăn uống đồ luôn cũng 7-8 triệu. Dạ, gán lấy về. Uống. Hộp nấm á Pu, nấm á nấm Ngánh á. Đi từ Sài Gòn đi đó tới 330 cây. Từ Sài Gòn ra đó 330 cây. Còn nếu mình tính từ đây tới ngoại là 600 cây đó. Yeah. Từ Sóc Trăng mình đi nè. Tại vì ở đây mình lên Sài Gòn là 280 rồi. Yeah. Nè. Yeah. Đi về luôn là 1200 cây đó. Yeah. Phải không? Yeah. Đó. Rồi... Mừng quá trời là cũng phải nói là nơi cái tới Chà Cuông này là 9 giờ đó, 9 giờ sáng, 9 giờ rưỡi. Vậy là nhà mình giờ hiện tại là ngay gần chùa Chà Cuông ha. Gần. Vô cái chích vết bị Chà Cuông. Vô, qua Chà Cuông vô nữa. Ở này ở ngoài lộ. Dạ. Nghĩa là cô đừng có khóc nữa, giống như là mình giờ vui rồi, quá vui rồi. Vui lắm luôn. Giờ cảm thấy gia đình mình sum họp ấm áp rồi. Dạ. Mất đi một cái người thân mình rất là đau đớn lắm. Thà ví dụ mất luôn mình làm đám tang xong rồi xong luôn, còn cái biệt tích này rất là khó hiểu, giống như mình bị lưng chừng á, không biết sống hay chết hay gì, không biết ở đâu đi kiếm nữa, giờ đâu có biết đường kiếm. Nhờ có cái điện thoại nè mới biết đó. Cảm phục 20 năm tự sinh tồn của chú luôn. Bởi vì mấy đứa cháu ở Kinh Gậy nó nói không biết phải chú Khánh không nữa, nó nói gì đó lâu quá. Yeah. Rồi người nói phải, người nói không phải, nó thôi vậy đem đây cho ý hai coi đi, coi là ngay chốc luôn. bước nó đã. Từ các bạn ơi, bây giờ Xanh sẽ dẫn tất cả các bạn, chú được gia đình kêu ra làm sao để tắm rửa nè các bạn, buổi trưa nóng nè, giờ chú đi tắm. Các chị với chị hai với em út của chú rất là chăm sóc chú. Bây giờ chú là có mập mạp rồi đó, có da có thịt rồi đó. Không, ăn vậy lắm á. Dạ, một bài bà nó nè. Dạ, chú khỏe mạnh để chú chăm sóc bà được. À, lớn tuổi rồi. Dạ. Mình trong thằng nông minh nào tôi chặt tới thằng nông luôn. Ô tôi chẹt tôi trùng khỏe. Tắm gì mát mẻ luôn. Vậy là chú cũng tắm thường xuyên ha. Tắm 2 lần. Tắm 2 lần. Vậy là hồi nãy tắm mà chú còn hỏi là có xà bông không phải không? Dạ. Trời, có xà bông mới tắm á. Dạ. Vô nhà tắm là cái gội đầu cho cái lát ở trong nó làm ơn. Dạ. Gội đầu được cho ai chắc chắc. Chắc chắc chắc. Dạ, mấy năm này không được tắm luôn á. Tắm luôn á. Cái này mình tầm y nè, tầm chắc cái này quá. Tắm cho sạch. Tắm cho sạch hay nè. Đúng rồi, tắm sạch sẽ. Quý mua đó cái. Tắm cho hết nữa. Sạch sao thế tới chè sữa bủ, chè nấu. Sạch xà bông chứ gì. Trời, chú đi mấy năm mà tóc chú bạc luôn ha. Đi 20 năm tóc bạc luôn. 20 năm nó nằm luôn á. Ổng sạch sẽ luôn, ổng rửa xong sạch sẽ. Mình sạch cái nó lộn, mình sạch cái nó. Dạ, vậy là lo lắng ha. Dạ. Chị hai với cô là chị hai là cô là người đau lòng nhất nè. Cô với bà cụ. Chị lúc nào cũng lo cho em hết. Vậy là giờ là cô với dì Út là ngày là qua tắm thay phiên nhau chăm sóc. Vậy là áo đó anh Cú Đấm Thép mua cho. Dạ. Cái áo là mỏng mỏng á. Dạ, áo này cũng được. Có mấy cái áo bà lỗ nữa. Để lần sau con tới thăm á, con mua áo bà lỗ cho. Dạ, dạ. Áo rộng rộng mà. Nó gọi con nói con tin áo ấy phu. Áo ấy pet là phải chét. Áo ơi. Sẵn anh mua chứ. Lần sau con sẽ ghé thăm chú nữa. Rồi, khỏe đó, khỏe tép vô. Mình vậy. Vậy thôi. Đổi tiền bạc á. Bữa nay mình không có, ngày mai có thể có. Dạ. Còn em mất á, thì mất luôn rồi. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mừng lắm, gặp lại là mừng. Lắm. Không có gì quý bằng hết á. Không có gì bây giờ quý bằng đâu. Dạ, có gì ăn mấy ha. À, có dạ, gì ăn mấy, mình giỏi cho mình. Mừng quá rồi. Đi tà lậu giống như là hồi đó thì chú sống đơn độc một mình, rồi không có ai qua, giống như không có ai biết chú, rồi gia đình cũng đau lòng nữa. Bây giờ cái niềm vui nhân đôi, nhất là nhiều người biết tới chú nè, cũng thương cũng mến nè, cho nên nó giống như là cái sự bù đắp á, sự bù đắp cho chú. Cũng mừng quá. Thôi vậy con xin chúc cho cả gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ, chú nhiều sức khỏe, rồi bà tất cả 4 người luôn nhiều sức khỏe đoàn tụ để sống lại những cái thời gian sum họp gia đình với nhau. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Con cũng khỏe rồi. Dạ, cảm ơn, sẽ có dịp con tới thăm gia đình mình nè. Dạ, con cảm ơn. Chào tạm biệt.